ta cùng quay trở lại với sân vận động Huynh Đệ để đón xem trận đấu khai mạc giải đấu giải bóng đá nữ chào mừng 20 năm thành lập quận 7, tiến tới chào mừng đại hội quận đoàn 7. Trên sân vận động lúc này hai đội đang tiến ra sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ trước khi trận đấu được bắt đầu. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là tổ trọng tài đến từ trung tâm thể dục thể thao quận 7. Như vậy trên khán đài lúc này chúng tôi nhìn thấy có rất là đông quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay, cũng như tất cả quý vị đại biểu chúng ta đang bất chút thời gian về đây chung vui và tham dự giải đấu khai mạc chào mừng thành lập và 20 năm thành lập quận 7. Kính thưa quý vị, trận đấu ngày hôm nay chúng tôi được truyền hình trực tiếp trên kênh KP6, cầu truyền hình trực tiếp tại Campuchia. Và ngay bây giờ tổng đài bình chọn của chúng tôi đã được mở, quý vị chúng ta có thể bình chọn và dự đoán đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu khai mạc giải.